Ở đây mình có hai quân ếch. Mình sẽ diễn cho các bạn xem một màn ảo thuật. Thì đầu tiên mình sẽ úp quân ếch rơi này xuống, rồi bỏ quân ếch rơi vào trong bộ bài. Mình sẽ lật úp nó lại và bỏ nó xuống. Mình muốn bạn để ý xem quân ếch rơi nó nằm ở đâu. Mình sẽ tráo bài như vậy thì khán giả chỉ đây là quân ếch rơi, quân ếch cơ, à quân ếch cơ. Rồi mình sẽ bỏ quân bài này vào trong bộ bài. Rồi mình sẽ lật nó lại và bỏ nó xuống. Như vậy mình sẽ hỏi khán giả là quân ếch cơ nó nằm ở đâu. Rồi khán giả sẽ chỉ quân ếch cơ nằm ở đây. Bạn nói quân ếch cơ nằm ở đây, mình sẽ quá phép búng tay một cái. Hai quân ếch đã biến thành hai quân già. Rồi sau đây là hướng dẫn cho màn ảo thuật vừa rồi. Thì ở đây mình cần dùng hai con ca và hai con xì. Mình sẽ đắp như vậy. Rồi sau đó mình tới với khán giả mình nói ở đây mình có hai quân ếch, mình sẽ diễn cho các bạn xem một màn ảo thuật. Thì ở đây mình có quân ếch cơ và quân ếch rô. Sau đó bạn đắp polyp lên hai lá. Rồi nói mình sẽ đặt quân ếch cơ xuống, bỏ quân ếch rô vào trong bộ bài, lật nó xuống như vậy và đặt. Bạn phải lưu ý là bạn phải để phần bài này về phía bên mình như thế này, không cho khán giả thấy quân già này. Sau đó mình sẽ đặt nó xuống và nói bây giờ mình sẽ tráo phần bài như thế này. Bạn hãy để ý quân ếch cơ ở đâu, nhưng bạn là người diễn, bạn phải để ý quân ếch cơ ở đâu. Rồi bây giờ đặt lên, quân ếch cơ nó nằm ở đây. Thì sau đó bạn đắp cho nó vào phần bài như thế này. Sau đó bạn đắp polyp lên hai lá và lật lại, bỏ quân ếch cơ xuống. Bây giờ bạn hỏi khán giả là quân ếch cơ nó nằm ở đâu thì mình sẽ tráo bài như vậy. Khán giả sẽ chỉ ở đây. Mình nói bây giờ bạn nói quân ếch cơ ở đây, tôi sẽ quá phép búng tay một cái lật lên. Hai quân ếch cơ nó nằm ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình.